Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Thường hay có cái kiểm tra định kỳ nhưng mà tôi vẫn chủ quan sức khỏe lắm, ít đi kiểm tra. Thì hôm một lần mình cũng thấy đau chân, mình đi kiểm tra 108 thì các anh phát hiện ra tức là bị ung thư phổi, thế và đã di căn sang đốt sống ngực thứ 9 và được kết luận luôn là giai đoạn 4. Thì về Tây thì các anh cũng phải Tây thì bệnh viện người ta xử lý mình đúng theo quy trình, tức là cái phần nào cắt được mổ được, tức là tôi bị u cả trung thất sang phổi, cắt hiện nay là cắt 1/4 cái lá phổi phải, và sau đó thì tiến hành là đã xạ trị 6 lần. Thì lúc bây giờ là cũng chưa được tiếp cận với cái phương pháp mới của thầy Dương Quang Châu. Thì trong quá trình bị bệnh như thế thì chắc là cũng như mọi người, tức là cũng đi tìm tất cả các thầy thợ để cứu mình, nhưng mà cũng duyên kỳ hội ngộ thế nào đó thì gặp được thầy Dương Quang Châu, và tôi vẫn gọi thầy bây giờ như là ân nhân của tôi vậy, bởi vì thầy đã đưa mình từ bệnh nhân trở thành thầy thuốc. Tức là bây giờ tôi thì cũng không, mình rất là chủ quan, mà mình không phải chủ quan cũng chẳng phải ngành nghề mình cũng chẳng hiểu gì về cơ thể con người, cho nên là từ đó mình cũng không hiểu gì về sức khỏe mình. Thế thì đến với thầy thì cái thuyết của thầy rất đơn giản và rất bình dân, ai cũng hiểu được. Tí nữa thì thầy sẽ nói về cái chuyện sạch mau mạch, sạch tĩnh mạch và thông mau mạch cho mọi người nghe. Thế và đặc biệt tức là thầy, tôi học thầy được hai cái. Một là việc mình đau nhức mỏi ở đâu là dùng chữa bệnh không dùng thuốc, tức là trước thì gọi đúng huyệt, nhưng mà đây thầy dạy không phải đúng huyệt, bởi vì nói đúng huyệt thì một là người ta rất sợ, hai là nghĩ đến huyệt thì tôi cũng đang nghiên cứu này và mọi người nghiên cứu rồi, đâu là huyệt gì, đâu là huyệt súng tuyển, đâu là cái huyệt nọ huyệt kia là không thể nhớ được. Nhưng mà thầy đã đơn giản hóa đi, không phải là huyệt, mình chỉ đau nhức mỏi cái gì ở đâu và bấm chỗ nào, rất đơn giản là có hiệu quả. Không tin mọi người cứ đến chỗ trung tâm của thầy, trung tâm của thầy là chỗ 67 Bà Triệu đó, thì các anh giải quyết cho. Cái thứ hai là chữa bệnh bằng phương pháp nhiệt, là mình cho vào lò mình đun nóng lên, rồi để vào lưng thì cứ đau lưng, để vào lưng nằm lên. Thế còn hàng ngày thì thời gian đầu ấy là tôi cứ làm cúi thị trường, tôi cho tay cái sức đây thì đầu rất đeo kiểu. Ví dụ như mùa đông vừa rồi thì không hề cảm thấy lạnh, cho dù chỉ mặc có thể hai áo thôi, mà cơ thể tôi là cơ thể ung thư, là cơ thể lạnh và axit cao. Giải quyết như này thì nó sẽ cân bằng được cái vấn đề giữa axit và kiềm và thoát hiểm. Như mọi người nhìn tôi bây giờ, mới nhất hôm nọ ai gặp anh Trần Đăng Khoa, anh bảo thế ông có nói đúng là ung thư rồi hay không, thì không ai nghĩ tôi bị ung thư. Thế mà quả đáng tội, tức là tôi đã tiếp cận cũng không ít các loại thuốc rồi, không giải quyết được, và chỉ có những cái này thôi. Đấy, cho nên là tí nữa thầy sẽ nói cụ thể. Tôi là cứ làm như thế này và tôi đeo nung nóng. Đây, tôi làm nóng từ lúc 7:30 giờ vẫn nóng. Chị sờ tích chất vào thì gan kiểu gì cũng men gan lên cực kỳ cao, có người lên tới 3.000, của tôi thì sau đó thì nó xuống dần, men gan còn tới 500, mà chỉ số của ba cái men gan là chỉ có dưới 40 thôi, mà 500 là rất cao, mà người rất là mệt, mà uống thuốc đi, uống thuốc nam, uống thuốc tây, bảo thầy ấy cho 3 tháng rồi không xuống rồi bỏ, mà chỉ có đá trường sau 3 tháng về chỉ số, một chỉ số tôi về 19, một chỉ số về 20 và một chỉ số về 21, dưới 40. Khi đi kiểm tra bệnh viện, các bác sĩ hỏi thì tôi chỉ nói rằng, một là tôi dùng nhiệt để chữa bệnh, hai là tập thở khí công để thở theo oxy vào. Thế nhưng mà sau khi trường đá này một thời gian thì thấy rằng cái việc tập của mình ấy, tập được là rất tốt thêm, và bản thân cái này nó cũng đã giải quyết được, tăng thêm oxy cho người mình. Cho nên là rất mong muốn với mọi người là cố gắng dùng. Chỉ có một điều xin mọi người nhớ cho là phải kiên trì, vì đây không dùng thuốc. Nếu ai không kiên trì thì tốt nhất không dùng đá,
Và tôi đã phải gọi các viên đá này bằng một cái câu ngay buổi đầu tiên trường đá, là gì? Là đây là hòn đá cứu bạn. Bởi vì huyết áp của tôi là không đúng, nhịp tim của tôi cũng không đúng, thở của tôi cũng không đúng, tất cả mọi thứ không đúng, mà chỉ có trường đá mới giải quyết được. Vậy là cái gì đúng là nó cứu mạng mình. Cho nên là mong mọi người hãy kiên trì, hãy dùng đá và kiên trì dùng đá ở mọi lúc mọi nơi, và nó chỉ có tốt cho mình. Cho nên là mong chị em trẻ khỏe đẹp và các anh ở đây cũng mạnh giỏi, và xin hết ạ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.